Mình xin hướng dẫn các bạn một cái clip khá là hay và đơn giản về cái cách mà chúng ta có thể là lấy được một cái tone màu của một cái tấm ảnh khác để add vào cái tấm ảnh của chúng ta. Thì như các bạn có thể thấy được ở đây có hai tấm ảnh ở bên trái và ở bên phải. Thì ở bên trái là cái tấm ảnh stock mà mình có thể sưu tầm được ở trên mạng, và tấm ảnh bên phải là cái tấm ảnh mà mình lấy được của một bên Trung Quốc. Mà mình thấy rằng tấm ảnh, cái màu của tấm ảnh ở bên phải khá là hay. Cái màu của tấm ảnh ở bên phải nó có cái cảm giác là hơi cam cam, nâu nâu, cà phê một chút. Thì mình sẽ tìm cách để mình áp được cái màu ở bên phải này vào cái tấm ảnh ở bên trái. Thì trước khi mà chúng ta làm thì chúng ta cần phải có một cái nhận xét nhỏ rằng là chắc chắn một điều ở đây rằng là chúng ta có thể nhìn thấy cái tấm ảnh ở bên phải và tấm ảnh ở bên trái thì chúng ta có cùng điều kiện về cái môi trường khác hẳn nhau. Tấm ảnh ở bên phải thì là gần như là cái màu sắc nó rất chi là hài hòa và hợp lý. Chủ thể mặc một cái áo màu nâu cà phê trên một cái bức tường cũng màu nâu cà phê. Nó mang lại cái cảm giác và cái màu da người ta cũng làm cho da giống như cái kiểu màu cam cam nâu cà phê như vậy. Tuy nhiên cái tấm ảnh ở bên trái của chúng ta thì nó lại có một môi trường hoàn toàn khác hẳn luôn. Đó là lý do vì sao mà nếu như chúng ta muốn fake màu giống hoàn toàn 100% thì đấy là điều không thể được. Nhưng tuy nhiên chúng ta có thể mang được cái cảm giác của màu sắc ở bên tấm ảnh bên phải sang cái tấm ảnh ở bên trái. Và mình sẽ cố gắng làm, mình sẽ cố gắng để mình hướng dẫn với các bạn cái cách để mà chúng ta có thể mang được cái cảm giác màu sắc ở bên phải sang bên trái như thế nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào clip, vào bài học. Đầu tiên thì bây giờ mình sẽ làm một cái việc, đó là mình sẽ ấn V và mình bê cái tấm ảnh ở bên này sang bên này. Đó, mình cần có tấm ảnh này ở trong cái file này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Sau đó mình sẽ tắt tấm ảnh này đi. Ok, don't save. Sau đó mình sẽ bật tấm ảnh này lên. Rồi, thì vì đây là mình đang quay clip cho nên là cái tấm ảnh của mình sẽ phải thu nhỏ nó lại một chút, cái size của nó lại một chút. Thì như vậy các cái hoạt động của Photoshop của mình sẽ nhanh hơn. Mình sẽ thu nhỏ lại một chút, 2048. Ok, và bây giờ chúng ta đã có cái file như thế này. Bây giờ mình sẽ phóng to tấm ảnh này lên một chút. Rồi, bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta đó là gì? Chúng ta sẽ phải cố gắng tìm cách để mà làm được cái màu của chúng ta có cái cảm giác màu giống như tấm ảnh ở bên này. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng phân tích một chút nhé. Bây giờ mình sẽ tắt tấm ảnh này đi. Thì các bạn có thể thấy được rằng là cái tấm ảnh của chúng ta, cái đầu tiên đó là nó có quá nhiều màu xanh ở trong tấm ảnh. Mà cái tấm ảnh mà chúng ta muốn fake thì không có quá nhiều màu xanh. Đó là lý do vì sao mà cái công cụ đầu tiên mình dùng nó sẽ là Hue Saturation. Và mình sẽ vào cái kênh là kênh Blue. Và mình sẽ giảm hết màu xanh ở trong này đi. Mình không thích cái màu xanh của bầu trời. Đó, mình sẽ giảm màu xanh ở đây đi. Thêm một nữa là mình sẽ vào kênh Cyan và mình lại giảm tiếp cái màu xanh ở trên áo của cô gái này đi, cũng với cả các cái màu xanh ở áo ở phía sau nữa. Đó, đó sẽ là cái bước đầu tiên mà mình làm. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở đây có thể một chút đó là màu gì? Green, mình giảm đi một chút cũng được. Ok, thì đây là kết quả. Các bạn có thể thấy được rằng là bức ảnh nó đã bớt lạnh đi nhiều rồi. Tại vì mình đang xóa đi rất nhiều cái màu xanh ở trong này, mình không hề thích cái màu xanh ở đây. Vì sao? Vì đây là cái cảm giác mà mình đang muốn đạt được. Và cái cảm giác mình đang muốn đạt được thì chắc chắn là mình sẽ phải khử cái màu xanh ở đấy đi. Rồi, bây giờ đến việc tiếp theo là bây giờ mình sẽ ám những cái màu mà đang có sẵn ở trong này vào. Thì mình sẽ ám nó như thế nào? Thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn. Đầu tiên là mình chọn cái công cụ đó là Solid Color. Solid Color. Rồi, và ở đây ấy, mình sẽ bấm vào cái vùng ở trên tấm ảnh này. Ví dụ vần ở vùng đầu tiên mình chọn nó sẽ là vùng Shadow. Mình sẽ lấy vùng Shadow này. Đó, ok. Và mình click OK lại. Sau khi mình lấy xong Shadow cái thì mình sẽ chọn nó là gì? Multiply. Và mình kéo cái opacity của nó về rất thấp. Mình sẽ để khoảng tầm 10% thôi. Mình cứ để tạm ở đây đã. Rồi, cái thứ hai cũng lại là Solid Color tiếp. Bây giờ mình sẽ chọn vào vùng Highlight. Mình sẽ chọn vào vùng Highlight là vùng này. Mình sẽ thấy đây là vùng Highlight. Có thể đây là vùng, mình thấy là cái vùng Highlight này, highlight ở dưới này đẹp hơn này là vùng highlight trên này, mặc dù hai vùng đều là vùng highlight nhưng tuy nhiên là cái vùng highlight ở trong tấm ảnh này không quá nhiều mà mình sẽ thích chọn cái vùng màu này hơn. Tại vì sao? Vì cái tấm ảnh này nó đang sáng hơn cái tấm ảnh gốc của chúng ta. Đó là mình sẽ chọn vào đây rồi, và sau đó mình sẽ chọn là gì? Screen. Sau đó mình cũng lại làm gì? Mình cũng lại giảm hết về, để bao nhiêu? 10% thôi. Mình để gọi là có cái cảm xúc thôi. Rồi cuối cùng bây giờ là một cái vùng khá quan trọng, đó là vùng mid-tone. Mid-tone thì các bạn có thể biết được rồi, nó gần như nó là cái vùng đại diện màu cho cả tấm ảnh. Đó là lý do vì sao mình phải chọn một cái vùng này khá tốt. Ví dụ như ở đây mình thấy cái màu áo này ok này, hoặc là mình thấy màu background phía sau này. Đấy.
thì mình sẽ chọn cái màu, mình sẽ không chọn một cái màu áo vì màu áo là nó quá đậm, mình sẽ chọn một cái màu tường này. Nó vẫn có cái tông cam, các bạn có thể nhìn thấy đây này, khi mình chọn vào cái màu tường này hay là màu áo này thì nó vẫn là cái tông cam của nó, chỉ có điều là cam tối hơn thôi, nó vẫn hầu hết nó là tông cam. Thì mình sẽ chọn vào cái màu này, và thậm chí ở đây mình có thể vào bên trong được một chút để cho nó có cái màu sắc giống như cái mà mình muốn hơn. Sau đó mình click OK và mình chọn vào đây đó là gì, supply, supply đó. Thì khi mình chọn supply như này mình có thể nhìn thấy nó được nó ám như này rồi, nhưng mình thấy rằng là có vẻ là vẫn chưa đã lắm, mình sẽ kéo xuống tí nữa. Đây mình chọn hẳn màu như thế này thì mình thấy màu như này nó sẽ OK hơn này là cái màu kia. Rồi mình click OK. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái này. Bây giờ mình chỉ muốn hai cái màu này nó ám vào cái vùng tối và vùng sáng nhất của mình thôi. Thì mình sẽ click đúp vào nó, mình click đúp vào nó và mình chọn vào cái blending, vào cái ổ layer style này. Mình click đúp vào nó nhé, các bạn click đúp vào nó hai lần. Và để mà ở đây là gì? Đây là vùng tối nhất nhé. Thì mình sẽ giữ an này và mình kéo cái thanh này đến đây. Thì có nghĩa rằng cái việc thao tác này có nghĩa là gì? Là tất cả những cái gì mà mình tác động vào ấy, nó chỉ tác động vào vùng tối thôi. Tất cả những cái màu này nó chỉ tác động vào vùng tối từ đây chạy đến đây rồi. Đấy, nó sẽ không tác động xa hơn. Tương tự như vậy ở trên color fill này mình cũng click đúp vào hai lần, và bây giờ mình muốn add vào vùng highlight thôi. Thì mình sẽ kéo cái này đến đây. Mình sẽ kéo cái này đến đây. Đồng nghĩa là các bạn có thể nhìn thấy rằng là sau hai cái thao tác này của mình thì bây giờ cái màu màu của vùng mid tone nó sẽ hiện lên nhiều hơn, còn cái màu của vùng highlight và shadow nó rất nhẹ. Đấy, đó là lý do vì sao mình có thể nâng cái chỗ này lên một chút cũng được. 20. Cái này mình nâng lên cũng là 20. Đó. Trước, sau, rồi, ok. Và ở đây vùng này mình sẽ bắt đầu giảm xuống và mình sẽ tăng dần lên để nó ra được theo cái ý mình muốn. Rồi ở đây mình sẽ để nó khoảng là bao nhiêu, mình thích để nó khoảng 70%. Thì như vậy là các bạn thấy được rằng là cái tấm ảnh của mình là khá là có cái tông màu giống như này rồi. Tuy nhiên rằng là tấm ảnh của mình vẫn chưa được ok lắm. Bởi vì sao? Bởi vì là ánh sáng của cái tấm, ví dụ các bạn nhìn là vùng da của cái tấm ảnh ở bên cái tấm ảnh mà chúng ta muốn làm này, da này nó sáng hơn rất nhiều so với da của chúng ta. Đó là lý do vì sao mà bây giờ mình sẽ gộp ba cái thằng này lại, rồi gộp tất cả cái bọn này lại và mình coi nó đây là ám màu. Và bây giờ ở phía trên này bây giờ mình sẽ làm thêm một cái bước nữa, đó là bây giờ mình sẽ fix lại các cái màu ở trong này. Đầu tiên là mình sẽ chọn Selective Color và bây giờ mình sẽ cân chỉnh lại cái sáng tối cái tương phản của cái tấm ảnh này. Mình sẽ chọn nó là Luminosity và mình sẽ chọn là phần là gì? Neutral. Vì mình muốn cân lại cái sáng tối của toàn bộ bộ bức ảnh mà. Đây, mình sẽ nâng sáng này. Đấy, các bạn thấy không? Kéo lên tối, sáng lên. Mình muốn nó sáng lên đừng quá nhiều. Đấy, mình đang muốn là nó sáng lên một chút. Rồi, ok. Sau khi mình làm xong cái vấn đề về sáng tối ở đây, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ làm tiếp về vấn đề là đậm nhạt của nó bằng saturation. Mình lại chọn Selective Color, mình lại chọn đó là gì? Saturation. Và bây giờ mình sẽ chọn cái công cụ này, kênh da của mình. Đó, mình thấy rằng là cái kênh da kia là nó ám màu này nhiều hơn. Ok, mình sẽ chọn như này. Ám tiếp như này. Không được, ám như này. Phải ám như này này, xong mình thêm một cái lại. Quá rồi, giảm này xuống một chút. Cho này, đấy, giảm xuống một chút, saturation mà. Đấy. Đó. Rồi ok, và các bạn nhìn thấy được rằng là cái cảm giác của hai tấm ảnh đến bây giờ khá là giống nhau rồi. Nhưng tuy nhiên rằng thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là cái da của chúng ta vẫn không hề giống được. Đó là lý do vì sao mà bây giờ mình sẽ quay lại cái tấm ảnh gốc của mình một chút, và bây giờ mình sẽ nâng cái màu da lên. Mà thôi, không cần thiết phải quay lại cái tấm ảnh gốc, chúng ta có thể vào đây để chúng ta nâng sáng cái da lên được. Chúng ta vào lại cái kênh mà Selected Color, chọn Luminosity này, chúng ta có thể nâng sáng da lên được. Các bạn thấy không, da nó đã sáng được lên một chút. Đương nhiên rồi, từ cái tấm ảnh gốc của chúng ta thì cái da của chúng ta nó không hề giống với cả cái da của chúng ta, nó không hề sáng được bằng cái da của cái tấm ảnh mà chúng ta muốn fake. Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ không thể làm được cái màu mà giống được như vậy như mình đã nói rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ có được cái feeling của cái tấm ảnh đấy. Bây giờ mình sẽ fix lại một chút về cái màu ở đây, Selected Color. Bây giờ mình lại vào đây, mình tăng lên một chút. Mình muốn ám cam mà mình thích ám cam mà tại vì cái tấm ảnh kia nó khá nhiều cam. Các bạn có thể nhìn thấy được ở trong cái clip này mình đang hướng dẫn các bạn sử dụng, có nghĩa là gì? Sử dụng Solid Color để ám màu,
Sau đó các bạn sử dụng Selective Color với các mode, blending mode của nó, ví dụ như là Saturation hay là Luminosity, để các bạn cố định lại các cái màu sắc làm sao cho nó hợp lý nhất có thể. Đấy, nó là mục tiêu chính của cái clip này. Mình thấy rằng ở đây, sau khi mình ám này thì nó cũng khá là ok rồi, nhưng mà mình thấy rằng cái da này khi mà mình nâng sáng lên nó lại không hề đẹp. Đó là lý do vì sao đến đây mình sẽ không còn làm theo cái layout gốc nữa, vì mình đã có được cái feeling của layout gốc rồi, nhưng bây giờ mình muốn cái da nó phải tối hơn và thời trang hơn nữa cơ. Chứ mình nâng sáng quá nó không đẹp, đó là lý do vì sao mình sẽ kéo cái da này tối xuống một chút như thế này. Đó. Đó. Và ở trên này mình sẽ kéo lại để cái độ đậm nhạt của cái da. Mình không thích cái da nó bị đậm quá như này, mình sẽ cho nó tối xuống một chút, mình sẽ cho nó giảm saturation một chút như thế này. Đó. Ok. Rồi, thì các bạn có thể thấy được rằng là sau khi mà chúng ta sử dụng thì các bạn có thể thấy được cái tấm ảnh mình sẽ gộp lại đây là trước, sau, trước, sau. Đó, các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta đã có thể áp được cái cảm giác màu của cái tấm ảnh ở cái tấm ảnh mà chúng ta mong muốn vào cái tấm ảnh mà gốc của chúng ta. Đó, và chúng ta sử dụng đó là gì? Solid Color. Và chúng ta sử dụng Selective Color. Đầu tiên đó là chúng ta sử dụng Solid Color để chúng ta ám ba vùng, đó là gì? Highlight, Shadow và Midtone. Sau khi chúng ta ám ba vùng vào rồi thì chúng ta sử dụng công cụ là Selective Color với các cái blending mode của nó như là Saturation, Luminosity, để các bạn cố định lại cái màu sắc làm sao cho nó hợp lý nhất có thể, và các bạn có thể ra được cái tấm ảnh. Và đây là kết quả. Trước, sau, trước, sau. Rồi, chúng ta sẽ không thể ra được một cái tấm ảnh hoàn toàn giống 100%, nhưng chắc chắn chúng ta đã có được cái feeling của cái tấm ảnh đấy. Rồi, nếu như các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và chia sẻ clip của mình, và đón chào các cái clip trong thời gian tới của mình. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.